Vậy là hành trình nhận định vòng bảng đã đi tới hồi kết với bảng đấu cuối cùng của Euro 2024 năm nay, bảng F. Và thật đặc biệt khi đây là bảng đấu có sự hiện diện của chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu hiện tại, Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, tình hình của bảng đấu này cũng khá giống với bảng C, khi bên cạnh hai đội tuyển quá vượt trội là Bồ Đào Nha và Anh, thì những cặp đấu như Serbia và Đan Mạch cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Séc hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng. Và tất cả những đội bóng này hoàn toàn có thể gây khó dễ cho hai đội tuyển hàng đầu kia. Bên cạnh đó, bảng F cũng sẽ chứng kiến lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết của một giải đấu quốc tế lớn trong lịch sử của đất nước tí hon, Georgia. Vậy thì không để làm mất thời gian của những người hâm mộ trái bóng tròn nữa, chúng ta hãy cùng đến ngay với đội tuyển đầu tiên, Bồ Đào Nha. Đây chắc chắn sẽ là đội bóng được đánh giá cao nhất và có tỷ lệ lớn nhất sẽ chiếm lấy ngôi nhất bảng. Đoàn quân huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ hành quân đến nước Đức với mục tiêu không gì khác ngoài tái hiện lại chiến tích lên ngôi như ở vòng chung kết Euro 2016. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã vượt qua vòng loại Euro 2024 một cách ấn tượng để tiến vào chung kết tại Đức, đánh dấu một kỳ Euro có thể nói là cuối cùng của siêu sao Cristiano Ronaldo. Sau 10 trận đấu, đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roberto Martinez đã giành chiến thắng toàn bộ để đạt 30 điểm tuyệt đối, tạo khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ hai ở bảng G. Với thành tích này, Bồ Đào Nha là đội bóng có thành tích ấn tượng nhất ở vòng loại Euro 2024. Một số người có thể cho rằng thành tích của Bồ Đào Nha đến từ việc họ nằm trong một bảng đấu dễ dàng với các đối thủ mạnh nhất là Slovakia, Iceland và Bosnia. Những đội tuyển được đánh giá thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, dù như vậy, việc giành chiến thắng tuyệt đối, ghi 36 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn của thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn rất ấn tượng vì không có đội tuyển nào đạt được chỉ số tương tự để so sánh. Ngoài những con số ấn tượng, sức mạnh tấn công của đội tuyển này cũng đáng chú ý khi hàng công của họ khá đồng đều, không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Trong 36 bàn thắng của Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo ghi được 10 bàn, Bruno Fernandes ghi 6 bàn, Bernardo Silva, João Félix, Cancelo và Gonçalo Ramos mỗi người ghi 3 bàn. Diogo Jota, Gonçalo, Ignacio mỗi người ghi 2 bàn. Điều này có nghĩa là cầu thủ tấn công của đội tuyển Bồ Đào Nha đều có khả năng ghi bàn và tỏa sáng khi có cơ hội. Hành trình của đội tuyển Bồ Đào Nha không có quá nhiều điều để nói bởi Seleção châu Âu đã thể hiện một bộ mặt quá đỗi hủy diệt. Hai trận đấu khó khăn nhất của họ là hai lần đụng độ tuyển Slovakia, đội bóng khó chịu nhất của bảng đấu này. Thế nhưng, đoàn quân huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn giành chọn 6 điểm trước đối thủ khó chịu này. Ở trận lượt đi và chiến thắng là tỷ số 1-0 với pha lập công duy nhất thuộc về tiền vệ Bruno Fernandes trên sân nhà. Lượt trận còn lại cũng chứng kiến Bồ Đào Nha phải rất vất vả để có chiến thắng 3-2 khi đến làm khách trước đối thủ này. Trong trận đấu đó, siêu sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp đội khách giành chiến thắng chung cuộc. Còn lại đều là những trận thắng tương đối nhẹ nhàng của Ronaldo cùng các đồng đội, đặc biệt phải kể đến hai lần họ hủy diệt đội tuyển Luxembourg với tổng tỷ số là 15-0 và một trận thắng với 5 bàn không gỡ trước Bosnia. Có thể nói chưa bao giờ Bồ Đào Nha thể hiện một bộ mặt đáng sợ như vậy tại vòng loại của một giải đấu lớn. Ngày hội bóng đá trên đất Đức vào tháng 6 tới sẽ là cơ hội gần như cuối cùng để Ronaldo tìm kiếm vinh quang thứ hai tại châu Âu. Thuận lợi cho anh cùng các đồng đội là Bồ Đào Nha nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở với những đối thủ như Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc và Georgia. Đội vừa giành vé vớt để có thể tới giải đấu này. Điều này sẽ giúp các trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha nhẹ nhàng hơn và cả đội có thể tránh mất sức. Tiếp theo là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã có một chiến dịch vòng loại vô cùng ấn tượng. Họ hiên ngang có được ngôi đầu của bảng D, xếp trên cả Croatia lẫn xứ Wales để có được tấm vé trực tiếp đến Đức vào mùa hè này. Khác với hai kỳ Euro trước đó, ở kỳ Euro năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào một bảng đấu có phần dễ thở hơn. Cụ thể, họ rơi vào bảng F, bảng đấu có sự góp mặt của Georgia, đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bảng đấu này. Tiếp theo đó là Cộng hòa Séc, đội bóng có thể được xem là vừa tầm với Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng, đó là Bồ Đào Nha, đội bóng duy nhất có thể được xem là mối đe dọa với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng Euro năm nay. Vậy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm gì để đi tiếp vào vòng đấu tiếp theo? Khi nhìn vào các đối thủ của đoàn quân do huấn luyện viên Vincenzo Montella dẫn dắt, có thể nói vị trí khả dĩ nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng Euro 2024 đó là vị trí thứ hai chung cuộc. Để có được vị trí này, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải đánh bại thành công Georgia ở lượt đấu đầu tiên, sau đó không để thua quá đậm trước Bồ Đào Nha ở lượt thứ hai. Khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ cần một chiến thắng trước Cộng hòa Séc ở lượt về là sẽ tiến vào vòng sau với vị trí nhì bảng. Đương nhiên, ở bảng đấu của Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha là đội bóng đáng gờm nhất trong số các đội bóng mà họ phải đối mặt. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình cùng với đó là một dàn sao đồng đều cả về mặt kinh nghiệm lẫn sức trẻ, việc Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra bất ngờ trước đội bóng đến từ phía tây bán đảo Iberia là một điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Dù khó có thể nói trước về tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên có thể khẳng định rằng với đội hình mà huấn luyện viên Vincenzo Montella đang có trong tay, chắc chắn các đối thủ của Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng F năm nay sẽ phải hết sức cẩn trọng, nhất là khi nhìn vào những gì mà Thổ Nhĩ Kỳ đã làm được ở vòng loại. Một chiến dịch mà họ chỉ để thua một trận sau 10 trận đã đấu, cùng với đó là hiệu số bàn thắng bại, dương 7, ghi được 14 bàn thắng và chỉ phải nhận 7 bàn thua, một con số đáng nể với một đội bóng đang trong giai đoạn phục hưng. Đội bóng tiếp theo tại bảng F sẽ là Cộng hòa Séc, nằm ở bảng E vòng loại Euro 2024. Họ đã có cú nước rút ngoạn mục ở những vòng đấu cuối cùng để cán đích ở vị trí thứ hai, qua đó có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa hè này. Dưới thời huấn luyện viên Ivan Hasek, đội tuyển Cộng hòa Séc có những sự thay đổi linh hoạt cả về lối chơi lẫn nhân sự. Nhưng dù có sử dụng bất kỳ đội hình nào đi chăng nữa, yêu cầu lớn nhất mà chiến lược gia 60 tuổi đã đưa ra với các học trò là phải đảm bảo tính chắc chắn ở hàng phòng ngự. Điều đó là tiền đề để Cộng hòa Séc có được một hàng thủ chắc chắn với chỉ 6 bàn thua phải nhận. Trong xuyên suốt quá trình thi đấu vòng loại, hàng phòng ngự với sự phối hợp ăn ý của David Gima và Thomas Hollet chính là điểm tựa vững chắc để các cầu thủ phía trên có thể thi đấu. Còn ở hàng tiền vệ, đội trưởng Thomas Suchek chính là trung tâm trong mọi pha bóng của Cộng hòa Séc. Khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng với đó là sự nhạy bén trong việc ghi bàn giúp cho cầu thủ đang khoác áo West Ham trở thành hạt nhân không thể thiếu trong lối chơi huấn luyện viên Ivan Hasek. Trên hàng công, những cầu thủ như Patrick Schick, Thomas Sorry hay Dam Hoslake là những người gánh trách nhiệm đầu ra bàn thắng cho đội bóng. Mặc dù ở vòng loại, số bàn thắng mà bộ ba này đóng góp cho đội tuyển của mình còn hạn chế, nhưng với phong độ ở câu lạc bộ, người hâm mộ Cộng hòa Séc hoàn toàn có thể hy vọng vào sự tỏa sáng hàng công đội tuyển mình. Cái tên cuối cùng góp mặt tại bảng F Euro 2024 đó chính là Georgia. Tại vòng loại, Georgia giành được tổng cộng 11 điểm sau 8 trận đấu với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua. Họ đứng thứ tư trong bảng đấu sau Tây Ban Nha, Scotland và Na Uy. Chính vì vậy, họ phải bước vào loạt trận playoff. Tại đây, Georgia đã xuất sắc đánh bại lần lượt Luxembourg và Hy Lạp để có lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ Euro chính thức. Đội hình của Georgia tham dự Euro 2024 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Willy Sagnon, bao gồm sự kết hợp giữa những cầu thủ có kinh nghiệm và những tài năng trẻ. Thủ môn Georgi Mamardashvili hiện đang thi đấu cho Valencia là một trong những điểm tựa đáng tin cậy nhất của đội với khả năng cản phá tốt và phản xạ nhanh nhạy. Hàng thủ được dẫn dắt bởi cầu thủ kỳ cựu như Lashard Vali và Slomon Kivelia. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Georgia vẫn gặp nhiều vấn đề về sự ổn định và thường xuyên mắc lỗi trong các tình huống quan trọng. Tuyến giữa của Georgia có những cầu thủ có khả năng điều phối bóng như Ota Kitasvili và Georgi Chavaze. Dù họ có kỹ thuật tốt, thế nhưng khả năng tạo ra tính đột biến trong lối chơi vẫn chưa thực sự ổn định. Hàng công của Georgia được dẫn dắt bởi Vichava Varaskelia, ngôi sao sáng giá nhất của đội. Mặc dù Vichava Varaskelia có khả năng ghi bàn và kiến tạo xuất sắc, đội bóng vẫn phụ thuộc quá nhiều vào sự tỏa sáng cá nhân của anh và thiếu đi sự đa dạng cho các phương án tấn công. Georgia lần đầu tiên trong lịch sử tham dự một giải đấu lớn khi giành quyền tham dự Euro 2024, được xếp vào bảng F cùng với Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Séc. Georgia chưa từng thi đấu tại một giải đấu lớn nào trước đây, do đó kinh nghiệm là một vấn đề lớn. Việc thiếu kinh nghiệm có thể là rào cản, nhưng với tinh thần thi đấu cao và sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ, Georgia vẫn có thể hy vọng vào một kết quả tích cực. Nếu thi đấu tốt và tận dụng tối đa cơ hội, họ có thể tạo ra bất ngờ trong bảng F đầy thách thức này. Georgia có thể sẽ là một trong những đội bị loại sớm nhất ở Euro này, bởi các đối thủ của họ đều là các đội tuyển nhiều kinh nghiệm, so với một đội tuyển hiện còn quá non nớt như Georgia là khập khiễng. Nếu thi đấu đúng với đẳng cấp của mình, Bồ Đào Nha có thể dễ dàng giành được ngôi đầu bảng. Hai tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh gắt gao của cả Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc và Georgia. Do vậy, Ronaldo cùng các đồng đội không được phép chủ quan nếu không muốn phải trả một cái giá quá đắt ngay tại vòng bảng Euro 2024.